Quỳnh Anh xin được hân hạnh trở lại tường trình với quý vị về đảo quốc Đài Loan. Dân Đài Loan đa số là Phật tử mộ đạo, khắp nơi khắp chốn người ta đều thấy nhiều ngôi chùa được dựng nên. Ngay tại trung tâm Đài Bắc có ngôi chùa Hành Thiên nổi tiếng lâu năm. Kính thưa quý khán giả, và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại ngôi chùa Hành Thiên. Đây là một ngôi chùa không những nổi tiếng nhất tại Đài Bắc này mà còn tất cả những người dân tại Đài Loan đều biết. Nên là một trong những ngôi chùa được nhiều người đến viếng nhất. Và bây giờ Quỳnh Anh kính mời quý vị cùng đi viếng chùa với Quỳnh Anh. Vừa vào sân chùa, mọi người tự động lấy hương và xếp hàng lớp lớp sau lưng những người đến trước, chờ tới phiên mình dâng hương. Ngay giữa thủ đô nhộn nhịp Đài Bắc, như vừa bước qua cổng chùa, mọi sinh hoạt trần thế dường như ngưng lại để nhường chỗ cho tĩnh lặng của tâm linh. Kính thưa quý vị, bây giờ đang là buổi sáng sớm Chủ nhật, đang có buổi hành lễ với những câu kinh tiếng kệ thật là trang nghiêm. Và Quỳnh Anh đang đứng trước bàn dâng cúng những lễ vật. Các Phật tử có thể mang trái cây vật cúng từ nhà đến, hoặc có thể mua những dĩa oản từ các cửa hàng chung quanh chùa. Ngôi chùa Hành Thiên này vì nằm ngay trung tâm thị tứ của Đài Bắc, nên lúc nào cũng đông người đến viếng. Ngoài du khách, còn có các gia đình Phật tử, già trẻ lớn bé tới dâng hương và đọc kinh khấn vái. Giờ lễ Phật chính thức được trải ra nhiều lần trong ngày. Sau khi lễ Phật, khách viếng chùa có thể tản bộ trên những sân lót gạch sạch sẽ rộng rãi bao quanh, ngắm cây kiển và những kiến trúc tại nơi đây. Các hình tượng và trang trí chung quanh chùa được điêu khắc rất công phu, và đặc biệt xoa tay trên hòn đá linh thiêng bóng loáng trước đại môn chùa. Ra khỏi chùa, bước xuống đường hầm xe điện, chúng ta bước vào một thế giới tâm linh khác, thế giới của bói toán. Tại đây, ngay dưới lòng đất, không biết đã từ bao lâu rồi, có những văn phòng bói toán dựng lên san sát do các sư phụ nam nữ làm chủ. Họ còn trưng bày hình ảnh các nhân vật nổi tiếng đã từng là thân chủ của họ. Tiếp theo, Quỳnh Anh xin kính mời quý khán giả đi tới một khu phố mới gọi là Tân Đài Bắc. Tại đây, có một cơ sở văn hóa rất đặc thù được chính quyền Đài Loan quan tâm. Chính quyền đã bỏ ra một ngân khoản khá lớn để bảo tồn truyền thống 200 năm và phát huy nghệ thuật gốm sứ đặc biệt tại đảo quốc này. Họ đã mất 12 năm để dựng nên một trung tâm văn hóa đồ sộ với kiến trúc tân kỳ và không gian thật rộng, dùng vừa làm viện bảo tàng, vừa làm phòng triển lãm và đồng thời là nơi giảng dạy bộ môn gốm sứ. Cũng chính tại địa phương Anh Ca này, những lò gốm đầu tiên của Đài Loan đã xuất hiện, tạo ra gạch ngói và các vật liệu xây dựng vẫn còn lưu lại tới ngày nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ Quỳnh Anh được tham dự vào một lớp làm gốm sứ tại Diên Khê. Mời quý vị theo dõi. Có nhiều lớp học làm đồ gốm được giảng dạy luân phiên trong ngày. Có lớp cho người lớn và có lớp cho trẻ em đủ mọi trình độ. Lớp học Quỳnh Anh vô tình được tham dự ngày hôm nay được dành riêng cho trẻ em, nhưng phụ huynh cùng tham gia. Các em được học cách nhào đất sét, cán thành bánh và cắt theo hình. Hôm nay, đề tài của các em là nặng ra một ngôi nhà đất xinh xinh với tường tròn bao quanh và mái đất úp. Chỉ có một đề tài chung, nhưng cách thực hiện của mỗi người mỗi khác, cho nên ngôi nhà được nặng ra không cái nào giống nhau. Kính thưa quý khán giả, nơi viện bảo tàng về các đồ gốm sứ này thì Quỳnh Anh gặp được tác giả của những món đồ vật trưng bày tại đây rất là độc đáo. Thì Quỳnh Anh sẽ được đặt vài câu hỏi với ông. What's your name? Oh, my name is Barry. You? Các tác phẩm nghệ thuật của tôi ở đây có tên là Giao hưởng ánh sáng. Tôi muốn ca tụng ánh sáng. Ánh sáng vẫn tồn tại trong mọi môi trường, cho dù trong những hoàn cảnh khắc nghiệt tồi tệ nhất. Chúng ta vừa dạo qua một vòng ở phòng trưng bày gốm sứ ở đảo quốc Đài Loan này. Quỳnh Anh xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của khán giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.